Thì tại sao chúng ta cần phải backup dữ liệu? Chúng ta đều biết là trên môi trường mạng thì không thể nào đảm bảo 100% được là trang website của bạn sẽ không bị tấn công, sẽ không bị một tổ chức hacker nào nó đánh sập, đúng không? À, không có Vì điều vậy gì. chúng ta phải luôn đề phòng và luôn có những cái phương pháp để giúp cho chúng ta phòng chống những cái việc xui xẻo xảy đến ha, để chúng ta xuất dữ liệu ra để chúng ta bảo toàn ha. Thì chúng ta chọn cho mình chữ xuất xe. Ở đây thì nó có rất nhiều sự lựa chọn trong ta. Xuất qua tệp tin, qua Dropbox, qua Google Drive, rất nhiều ha. Nhưng mà theo thì khuyến khích mọi người, cách đơn giản nhất là bạn bấm cho mình là xuất cho tệp tin ha. Nếu mày là nó sẽ tự động nó nén toàn bộ những cái file dữ liệu ở trên trang website của bạn ha. Nó nén. Chào mọi người nha, rất vui gặp mọi người và lại là Thịnh đây. Trong video này Thịnh sẽ chia sẻ mọi người cách mà chúng ta sẽ bắt up dữ liệu của website mọi người nha. Thì cái bài viết này Thịnh cũng đã viết và chia sẻ ở trên trang thịnhtaoli.com. Mọi người có thể truy cập vào trang website và đọc để hiểu hơn nha. Thì tại sao chúng ta cần phải bắt up dữ liệu? Chúng ta đều biết là trên môi trường mạng thì không thể nào đảm bảo 100% được là trang website của bạn sẽ không bị tấn công, sẽ không bị một tổ chức hacker nào nó đánh sập, đúng không? Không có điều gì là chắc chắn cả. Trên môi trường online, mọi thứ đều có thể xảy ra. À, vì vậy, chúng ta phải luôn đề phòng và luôn có những cái phương pháp để giúp cho chúng ta phòng chống những cái việc xui xẻo xảy đến. Ha. Chẳng hạn như Thịnh, bản thân Thịnh đã tạo lập cái trang website thịnhtaoli.com được 2 năm. Nhưng mà Thịnh cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió mọi người nha. Có những lần Thịnh bị tấn công và trang web không thể nào truy cập được. Vậy trong những tình huống như vậy các bạn phải xử lý ra làm sao? Thì chúng ta cần phải có một cái bản sao lưu dữ liệu ha, để chúng ta sau khi chúng ta bị tấn công thì chúng ta sẽ có cái bản đó chúng ta update lên để trang website của chúng ta vẫn có thể hoạt động như bình thường mọi người nha. Đó là một cái điều mà Thịnh nghĩ là rất là cần thiết ha, trong quá trình các bạn xây dựng và phát triển website ha. Mặc dù á, là phải thừa nhận là mọi nhà cung cấp hosting đều sẽ tự động bắt up dữ liệu cho chúng ta. Nhưng mà theo Thịnh á, thì chúng ta vẫn lên chủ động thì tốt nhất. Chúng ta không thể tin tưởng vào một phía được. Lỡ chẳng may như là cái bên phía dịch vụ hosting họ quên không có bắt up dữ liệu trang website cho chúng ta. Và họ chỉ cần nhắn cho chúng ta một câu là em quên là không bắt up dữ liệu rồi. Và trang website của chúng ta bị sập thì lúc ấy các bạn lấy dữ liệu đâu ra để các bạn update lại trang website và khôi phục lại mọi thứ như ban đầu luôn mọi người đó. Vì vậy chúng ta luôn phải chủ động mọi người nha, chúng ta phải luôn phòng ngừa và chúng ta luôn phải cầm cái file dữ liệu của chúng ta, nó là công sức, nó là thời gian của chúng ta ha. Thì để backup dữ liệu và làm chủ cái dữ liệu đó thì rất đơn giản mọi người nha. Thì sẽ chia sẻ mọi người cách chúng ta backup dữ liệu và cầm giữ cái dữ liệu đó và để phòng những trường hợp mà xui xẻo xảy ra ha. Thực tế đây thì Thịnh sẽ cho mọi người xem ví dụ ha. Ở đây chẳng như trang Thịnhtaoli này, mọi người thấy không? Là Thịnh bắt up rất là liên tục ha, cứ một tuần hoặc là nửa tháng là Thịnh sẽ tạo những bản sao lưu và Thịnh sẽ tải vào, Thịnh để trên máy tính ha, để cho là Thịnh phòng trừ những cái trường hợp mà bất trắc hoặc xui xẻo xảy đến đó, thì Thịnh vẫn có những cái dữ liệu này để Thịnh khôi phục lại trang website. Đó, nó làm cho chúng ta tự tin hơn ở trên môi trường mạng ha. Do thì bây giờ Thịnh sẽ đi vào thực tiễn luôn và Thịnh sẽ không có nói dài dòng nữa nha mọi người nha. Để bắt up dữ liệu thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào trang quản trị website của chúng ta ha. Và chúng ta sẽ di chuyển tới cái công cụ là login và các bạn bấm cho mình chữ end new login ha. Đó, chúng ta sẽ bấm cho mình là chữ E, chữ A và hai chữ N dài mọi người nha. Rồi bấm tìm kiếm cho mình. Đây, chúng ta sẽ tải nó và kích hoạt cái login có tên là Ends in On mọi người nha. Đó, và nó được đánh giá 4 chấm mấy sao mọi người này và 5 triệu lượt kích hoạt mọi người nha. Và login này là một login hoàn toàn miễn phí mọi người nha. Nên mọi người không phải sợ là chúng ta phải tốn tiền để sử dụng nó đâu mọi người nha. Sau khi kích hoạt nó thì bạn sẽ thấy ở trên thanh công cụ của chúng ta sẽ có một cái thanh công cụ là Ends in On mọi người nha. Đó. Thì các bạn sẽ bấm cho mình chữ xuất mọi người nha. Đấy, để chúng ta xuất dữ liệu ra để chúng ta bảo toàn ha. Thì chúng ta chọn cho mình chữ xuất xe. Ở đây thì nó có rất nhiều sự lựa chọn trong ta, xuất qua tệp tin, qua Dropbox, qua Google Drive, rất nhiều ha. Nhưng mà theo Thịnh khuyến khích mọi người, cách đơn giản nhất là bạn bấm cho mình là xuất cho tệp tin ha. Nếu mày là nó sẽ tự động nó nén toàn bộ những cái file dữ liệu ở trên trang website của bạn ha, nó nén thành một file được chưa. Đấy, và nó tự động nó hoàn thành, các bạn không cần phải làm gì hết, các bạn chỉ cần nick chuột thôi
và chờ đợi khi nào nó hiện ra 100% thì bạn tải xuống lưu của máy tính ha. Và khi xảy ra sự cố gì bất trắc á, thì bạn chỉ cần lấy cái file dữ liệu đó và dùng đúng cái lúc in này thôi, và chúng ta úp ngược lên thôi là được mọi người nha. Đó thì nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là có cách nào làm tự động không thay vì thủ công không? Tất nhiên là có nha mọi người nha, nhưng mà theo Thịnh thì chúng ta cứ làm thủ công cho chắc, tại vì nó không tốn quá nhiều thời gian đâu mọi người nha. Đó, chúng ta cứ ngồi chờ đợi đi, chúng ta ấn xong và chúng ta phải đi chơi hay đọc sách thì đó, tầm khoảng 50 phút sau chúng ta quay lại, chúng ta tải về máy tính của chúng ta thôi. Chúng ta không thể nào tin tưởng 100% vào hệ thống máy tính hoặc là tin tưởng vào cái tự động được mọi người nha. Chẳng may cái hệ thống tự động nó bị lỗi hay nó xảy ra cái vấn đề đó, nó không sao lưu mà các bạn cứ nghĩ rằng là nó đã sao lưu rồi thì rất là nguy hiểm mọi người nha. Đây các bạn thấy không, nó báo này đấy, thì chúng ta chỉ ấn tải về thôi mọi người nha. Đấy là chúng ta đã tải về máy tính của chúng ta rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ lưu trữ nó nha mọi người nha, lưu trữ nó ở một cái tệp hay là một cái ổ đĩa nào riêng biệt mọi người nha. Và khi mà xảy ra sự cố thì chúng ta chỉ cần úp đáp lên là ok mọi người nha. Đấy các bạn tải về thấy là tốc độ tải cũng rất là nhanh thôi nha mọi người nha. Rồi sau khi bạn tải xong bạn bấm đóng cho mình nha, và bạn sẽ bấm cho mình vào cái file backup này, nó sẽ hiển thị số 1 này, đó là bạn vừa mới backup xong một cái dữ liệu này, được chưa? Lúc này các bạn sẽ xóa cái file đi nha. Tại sao xóa đi? Xóa đi là bởi vì chúng ta không có để ở trên này, tại vì nguy cơ rò rỉ dữ liệu của người nha. Nếu chẳng may hacker đột nhập vào và có được cái file dữ liệu này thì rất nguy hiểm ha. Website bạn có thể bị nhân bản ra rất nhiều website khác nhau ha. Nên là sau khi các bạn bắt up xong thì bạn sẽ làm thêm cho mình một thao tác thủ công nữa, bạn sẽ xóa đi cho mình, bấm xóa đi, bấm ok. Và cái thứ hai mục đích chúng ta xóa đi để làm cho nhẹ cái trang website của chúng ta hơn nha. Đó tại vì cái bản bắt up này nó rất là nặng ha. Đó, chúng ta xóa đi để làm nhẹ hosting, nhẹ dữ liệu, được chưa? Rồi chẳng hạn như trong trường hợp mà xảy ra sự cố đây thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Thì các bạn vẫn sửa cái lúc này ha, các bạn bấm cho mình chữ nhập ha. Rồi bạn bấm cho mình chữ nhập từ và bấm tạp tin đó, và bạn sẽ up cái file bạn vừa mới bắt up lên thôi. Đó, sau đó bạn bấm chữ up toàn đâu ha. Đó là tự động nó nhập và đó là tự động nó khôi phục ha. Ở đây thì ví dụ thì không nhập đâu nha, thì bấm ngừng nhập này ha. Nó khi nhập 100% là nó sẽ được bình thường nha mọi người nhé. Ở đây là chắc là nó bắt mình nhập 100% rồi, thôi không sao, mình cứ để cho nhập luôn, không có vấn đề gì nha mọi người nha. Nó khi xảy ra sự cố thì chúng ta chỉ thao tác đơn giản như vậy thôi nha mọi người. Đó, ok. Vậy là video của Thịnh đến đây là kết thúc nha. Và Thịnh cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian ra để xem video. Ok. Và nếu cảm thấy hay và bổ ích thì hãy đăng ký kênh và like, chia sẻ video giúp Thịnh nha. Xin chào và tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người ạ.